Chào nhà, nay mình lại về thêm một đợt hàng đó là điện thoại BM10. Ở đây thì mỗi một lần về là nó phải tầm 1.000 đến 2.000 cho mọi người nha. Hộp hàng thì rất là nhỏ gọn và xinh xắn này thôi. Nó có nhiều màu sắc chúng ta lựa chọn lắm, đó là phiên bản màu đen này, màu đen, màu xám, màu cam, đen xám cam hồng, là màu hồng, màu hồng, màu đỏ, màu vàng và đỏ này. À đây mình sẽ vứt cho mọi người xem. Đó, đỏ và màu vàng. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp sim và cách sử dụng con điện thoại này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có máy là một sim này, hai sim và một cái thẻ nhớ. Mình gắn trước một sim 1 rồi gắn thêm một cái thẻ nhớ này. Thẻ nhớ thì trên chúng ta gắn trên sim 1. Sim 2 thì chúng ta cũng gắn sim 1 chúng ta gạt qua một bên. Gạt qua một bên rồi nha, rồi chúng ta sẽ móc cái khe lên và đặt cái sim vào, nhớ là sim cắt nano sim nha, và chúng ta gạt lại. Khi mà muốn cái máy này nó có sóng thì chúng ta phải cho pin vô và cho đóng chặt cái nắp này lại nha. Ở trên cái nắp này sẽ có một cái tiếp xúc sóng này đó, thì chúng ta phải đóng lại thì nó mới có sóng. Nhiều người cứ bảo không có sóng là do chúng ta không có đóng nắp lưng lại. Bật nguồn lên ở trên mặt kính này thì mình sẽ xé cái lớp ni lông của nó đó. Mọi người nhìn thấy nó hơi xước xước đó, mình sẽ bóc cái lớp ni lông ra cho nó mới mới tính con chưa. Nó hỏi là máy muốn sử dụng tiếng Việt không thì bấm sao thăng 0084 thăng, đó là cú pháp để chúng ta chuyển qua tiếng Việt cho cái máy này nha. Rồi chỉ có tiếng Việt rồi, các bạn nhìn thấy hai sim chưa, Mobi và Viettel. Rồi bây giờ cái danh bạ của nó thì chúng ta sẽ xem cài đặt danh bạ này, trạng thái bộ nhớ sim. Ôi một cái sim, máy là lưu được 300 số nha. Sim là lưu được 250 số, tổng là 800 số. Phần cài đặt này thì nó có cái phần là nhật ký cuộc gọi, trung tâm cuộc gọi này, cài đặt cuộc gọi này, cài đặt nâng cao. Rồi nó sẽ có là tự động ghi âm cuộc gọi khi chúng ta gắn thẻ nhớ này. Âm thanh kỳ diệu là giọng mình là giọng đàn ông, mình biến đổi thành giọng phụ nữ và giọng trẻ em. Đó, mình bấm vào đây để thay đổi nha. Ngoài ra con này thì có gắn được thẻ nhớ là chúng ta sẽ lập một cái phần thư mục ấy là My Music. Và chúng ta cho nhạc vào đây, bấm phím 5 để bật để hát, bấm phím 6 để chuyển bài, bấm phím 4 để chuyển bài, giữ nguyên thì để tua. Mình đang tua nhanh. Con này thì nghe nhỏ nhỏ thôi, không có nghe lớn được nha mọi người. Tăng giảm âm lượng này. Bấm phím 5 để dừng bài và muốn thoát thì chúng ta bấm thoát ra. Nhạc Bluetooth thì có nghĩa là khi mà mình kết nối với một chiếc điện thoại smartphone. Đây là phần Bluetooth này. Chúng ta kích hoạt lên, kết nối với điện thoại smartphone nào đó thì giống cái này nó sẽ biến thành cái tai nghe nha. Giống kiểu mình ra đường mình chỉ cần cầm cái điện thoại nhỏ thôi, còn bỏ cái điện thoại to vào trong cái túi quần, túi áo. Khi có tiếng gọi về trên chiếc điện thoại máy smartphone, mình cầm cái này ra nghe luôn thì tránh bị cướp giật. Máy này nó có cái hai sim rồi, kết nối vào một cái máy điện thoại smartphone thành 3 sim cũng được. Đó thì chúng ta bấm số gọi đi. Đó là hai tính năng, một là thay đổi giọng nói này, hai nữa là kết nối với điện thoại smartphone, làm cái điện thoại smartphone làm điện thoại mẹ bồng con ấy. Máy thì bảo hành cho mọi người thời gian đến tới là 1 năm, địa chỉ bên mình bán đây. Đó thì chúng ta sẽ có các màu sắc như là màu đen, màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu xám, màu xanh đen nữa. Đó thì mình sẽ cho các mọi người xem hết màu ở đây nha. Xám này, một cái màu xanh đen nữa, màu xanh đen là đây. Tí nữa mình sẽ quay cho mọi người hàng về rất là nhiều. Ở đây thì mình khi mà mình làm máy ấy, thì mình bóc cái lớp dính ở đây ra và dính cái kính nó vào. Mình sẽ làm cho mọi người xem thao tác của một cái máy này làm hoàn thiện như nào nha. Đó, dán một cái lớp kính vào. Đó, chúng ta đã có một cái máy hoàn thiện và bóc cái lớp ni lông trên mặt kính này ra. Đó là sẽ có một cái máy hoàn thiện để bán đi. Ngoài trong cái hộp hàng thì nó sẽ có một cái cục một cái dây cáp thôi, nó không có đầu cóc nhá. Đó, một sợi dây cáp nhỏ xíu xinh xinh vậy thôi. Đó. Và mọi người có thể mua và liên hệ bên mình đang bán cái máy này, cái giá là nó là 199.000. Nếu mà bạn nào mà tới cửa hàng mua thì có thể tới cửa hàng bên địa chỉ đấy, bên đường Trường Chinh nhá. Nó còn một màu đen nữa mọi người, là 6 màu tất cả,
xanh đen này, màu xám, màu vàng, màu hồng và màu đỏ. À ngoài ra nó còn màu cam nữa mọi người. Màu cam nữa đây. Vậy thì cái này nó thành 7 màu cho mọi người. Màu cam, màu đen nữa. Đó, 7 màu nha mọi người.